Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time. Like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Take a breath, thoughts racing through my head. I try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. My heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning. Slow it all down for a minute so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. Vâng, xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý đang đến với nhà hàng Việt Ballad buổi tối ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ Duy Quang và Vân Anh. Lời đầu tiên cho phép Lê Hoàng xin được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như đôi vợ chồng trẻ Duy Quang Vân Anh xin gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Xin chào cảm ơn quý vị. Và quý vị thân mến, hãy dành một tràng pháo tay và hướng mắt về cổng cưới của hôn trường. Dành một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt chào đón nhân vật chính ngày hôm nay, Duy Quang và Vân Anh. Waiting for me, 'cause we were just
Và xin được cảm ơn em gái Kiều Anh, một bài hát rất hay và ý nghĩa để đón anh chị lên sân khấu. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho cô gái xinh xắn ngày hôm nay Kiều Anh được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như Lê Hoàng đã nói là vào ngày mùng 9 tháng 3 năm 2020, hai bên gia đình đã có một cái lễ thành hôn nho nhỏ trong sự chứng kiến đông đủ của hai họ, hai bên gia đình là những vị đại diện. Và ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, hai bên gia đình chọn ngày này để ra mắt. Và đặc biệt, niềm vui ngày hôm nay lại được nhân lên gấp bội khi mà chào đón thành viên mới trong gia đình của Vân Anh và Duy Quang. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nhân vật chính thứ ba. Đó chính là Rosie. Cùng với ông bà nội xin mời lên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón ông nội của Rosie, Nguyễn Văn Bảy, và bà nội Lương Thị Liên sẽ mời lên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Kính thưa quý vị, và chúng ta cũng không quên chào đón bố mẹ của Vân Anh cũng như là ông bà ngoại của Rosie. Chào đón ông Bùi Đức Quyết và bà Phạm Thị Kim Anh lên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị. Xin chào, kính mời ông bà ngoại của Rosie, một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chào đón ạ. Kính thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin được kính mời lên sân khấu vị đại diện cho gia đình buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông Phạm Hồng Sơn là bác của cô dâu, xin mời ông lên sân khấu. Và chúng ta cũng chào đón bác Vũ Thị Liếu lên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời quý vị, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng ạ. Kính thưa quý vị, và trên sân khấu lúc này đó là sự hiện diện rất đông đủ, cho phép Lê Hoàng gọi đây là một đại gia đình ngày hôm nay. Đại gia đình của Duy Quang và Vân Anh xin phép được cúi chào ra mắt toàn thể quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cho phép Lê Hoàng xin được nhường lời lại cho một vị đại diện, đó chính là bác Phạm Hồng Sơn, sẽ có đôi lời phát biểu và cảm ơn từ quý vị. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể anh chị em, bạn bè thân hữu xa gần của hai gia đình. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt họ nhà gái kính chúc các quý vị khách quý, chúc tất cả hội hôn mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui. Cho phép tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn các cụ, công, các bà, các vị khách quý đã không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian vào ngọc về đây dự lễ báo hỷ của hai cháu Vân Anh và Duy Quang. Tôi xin phép được giới thiệu, tôi là Phạm Hồng Sơn, là bác ruột của cháu Vân Anh. Rất vinh dự được đại diện cho họ nhà gái trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, công, các bà, kính thưa các vị khách quý, qua thời gian dài gặp gỡ
tìm hiểu, yêu thương nhau cho đến độ chín mùi. Hai cháu đã thề hẹn ước cùng chung sống trọn đời bên nhau. Và được sự đồng ý của chính quyền địa phương, của Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc, hai gia đình chúng tôi đã tổ chức cho hai cháu về sống chung một nhà. Bác chúc cho hai cháu tình nồng thắm, chúc cho duyên cầm vững bền theo năm tháng, nghĩa tình chồng vợ son sắt suốt trọn đời. Và cũng xin chúc cho tình thông gia hôm nay sum họp, chúc mai thông gia kết nghĩa tương lai tốt bền. Và sự hiện diện của các cụ công, các bà, các vị khách quý trong buổi lễ ngày hôm nay là sự vinh dự, tự hào cho hai gia đình chúng tôi. Một lần nữa, xin thay mặt hội nhà gái, xin kính chúc các cụ công, các bà luôn luôn mạnh khỏe, và cảm ơn các cụ công, các bà đã có mặt buổi lễ ngày hôm nay. Cảm ơn nhà hàng Việt Palace, cảm ơn ban tổ chức đã đồng tổ chức thành công sự kiện này. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu mộc mạc và rất chân tình của vị đại diện gia đình họ nhà gái bác Phạm Hồng Sơn. Và kính thưa quý vị, chắc chắn rồi, ngay bây giờ đây thì cho phép Lưu Hoàng xin được nhường lời lại cho ông nội của Rosie. Ông nội là ông Nguyễn Văn Bảy sẽ có đôi lời phát biểu và cảm ơn tới quý vị. Trân trọng kính mời. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể các bạn bè thân thích của cháu Duy, của con Duy Quang và Vân Anh. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào, lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành nhất. Kính thưa quý vị khách quý, cha ông ta có câu: trách hôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Đấy là quy luật của mỗi một con người, và hai con chúng tôi hôm nay không ngoài quy luật đó. Qua quá trình tìm hiểu của hai con, được sự nhất trí của hai bên gia đình, hôm nay hai bên gia đình chúng tôi tổ chức lễ báo hỷ cho các con. Trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và toàn thể bạn bè thân thích có mặt trên hôn trường, bước vào cuộc sống mới, cuộc sống sẽ còn gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng bố mẹ hai bên mong các con cố gắng xây dựng một tổ ấm gia đình. Dù rằng cuộc sống sẽ còn nhiều khó khăn và vất vả, nhưng các con nên nhớ hai bên gia đình nội ngoại là hậu phương vững chắc của các con, luôn đồng hành và dõi theo các con. Bố mẹ xin chúc hai con trăm năm hạnh phúc, xứng đáng là dâu hiền rể thảo của hai bên gia đình. Qua đây tôi xin cảm ơn họ gia đình nhà gái, tất cả bạn bè thân thích của hai con Duy Quang, Vân Anh và các vị khách quý có mặt hôm nay tại hôn trường. Lời cảm ơn, lời chúc hạnh phúc và có một buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tới lời phát biểu cũng như những lời chúc tốt đẹp mà bố của Duy Quang dành tặng cho các con, và đặc biệt là những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và quý vị không quên dành một tràng pháo tay để cảm ơn tới hai vị đại diện hai bên gia đình được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, nghi lễ trao nhẫn cưới đã được Duy Quang và Vân Anh hoàn thành xong vào ngày 9 tháng 3 khi mà hai vợ chồng đã được đăng ký kết hôn tại Đại sứ quán Việt Nam, và đặc biệt là có sự chứng kiến của hai bên gia đình. Ngày hôm nay thì nghi lễ trao nhẫn cưới sẽ không được làm lại nữa, nhưng mà có lẽ rằng trong giây phút này thì xin mời Duy Quang và Vân Anh có thể bước lên phía trước một bước được không ạ? Vâng ạ. Quý vị đang nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ ngày hôm nay đang rạng ngời hạnh phúc. Để có ngày hôm nay thì Hoàng biết là hai bên gia đình và đặc biệt là Vân Anh và Duy Quang đã phải chuẩn bị từ rất lâu. Và kính thưa quý vị, lúc mà hai bạn trẻ kết tình phu thê, đôi nhẫn cưới đã được trao cho nhau. Nhưng mà trong cái giây phút đó thì đông đảo quý vị chúng ta ở đây lại không chứng kiến được. Nếu mà quý vị đồng ý thì ngay bây giờ Duy Quang cùng với Vân Anh sẽ hướng mắt vào nhau. Chúng ta muốn nhìn thấy một sự ngọt ngào trên sân khấu ngày hôm nay có được không ạ?
Vâng ạ. Dư Quang và Vân Anh thân mến, anh là một người cũng đồng hành với Vân Anh trong những cái sự kiện. Vì quý vị biết là Vân Anh là một người con gái rất là giỏi, giỏi rất là nhiều nghề. Và đặc biệt trước đây Vân Anh cũng đã làm những cái trang trí sự kiện rất đẹp và cũng đã kết hợp với Lê Hoàng rất nhiều. Và Hoàng biết là Vân Anh là một cô gái rất là giỏi. Và ngày hôm nay thì Duy Quang thân mến, anh biết các em rất hạnh phúc, có một cháu nhỏ và hai bên gia đình là hậu thuẫn. Nhưng anh cũng muốn chúc cho các em những câu chúc đơn giản thôi. Chúc các em làm sao giữ trọn hạnh phúc này. Hãy dành cho nhau chữ nhẫn trong hôn nhân. Và đặc biệt tha thứ cho nhau những lỗi lầm để cùng nắm chặt tay nhau, hạnh phúc bên nhau đến trọn cuộc đời. Và ngày hôm nay, tất cả quý vị chúng ta đang ngồi ở đây mong muốn điều đó. Và hai em hãy hướng mắt vào nhau được không ạ? Xin mời Duy Quang hãy ôm qua eo của Vân Anh. Và Vân Anh hãy khoác qua cổ của Duy Quang đi ạ. Hai tay khoác qua cổ luôn ạ. Rồi, tình cảm hơn. Quý vị thân mến, và Lê Hoàng nhờ quý vị một điều. Đó chính là khi Lê Hoàng đếm từ 1 đến 3 thì quý vị chúng ta vỗ tay. Khi tiếng pháo tay của quý vị ngắt thì nụ hôn của Duy Quang và Vân Anh sẽ dừng lại được không ạ? Nào, chuẩn bị nhá. 1, 2, 3, hôn nào! Vâng, rất tuyệt vời đúng không quý vị? Hoàng đứng ở đây mà thấy say đắm ngọt ngào vô cùng. Quý vị ở phía dưới nghe nhìn rõ chưa? Một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Vâng. Và anh mong rằng tất cả quý vị đang ngồi ở đây cũng mong điều này. Các em hãy nhớ ngày hôm nay và chúc cho các em ngày nào cũng vui tươi và hạnh phúc như ngày hôm nay. Ngày nào cũng rạng ngời như vậy. Và hãy cố gắng giữ cho nhau lửa trong tình yêu. Và Hoàng chỉ mong rằng là Duy Quang hãy xem vợ mình là người tình trong năm, là người bạn đời tri kỷ để trân trọng lấy Vân Anh và hạnh phúc bên nhau đến trọn cuộc đời. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho đôi bạn trẻ thưa quý vị. Vâng ạ, và kính thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay thì trên những chiếc ly mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thì mời Duy Quang và Vân Anh sẽ mời rượu hai bên gia đình. Xin mời. Ở phía dưới thì Lê Hoàng xin được kính mời quý vị chúng ta hãy cùng rót rượu đầy ly. Một ít phút nữa cùng nâng ly để chúc phúc cho hai bên gia đình và nâng ly khai tiệc cho buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị. Vâng ạ, kính thưa quý vị, và bây giờ đây thì cho phép Lê Hoàng xin được mời hai bên gia đình sẽ cùng cụng ly vào nhau và đặc biệt là cụng ly với Duy Quang và Vân Anh để cùng chúc cho đôi vợ chồng trẻ hãy hạnh phúc bên nhau đến trọn cuộc đời. Xin mời. Những điều chúc phúc tốt đẹp nhất ngay bây giờ đây. Hai bên gia đình cùng ly vào nhau và chúng ta hãy cùng chúc cho hai bên gia đình đi lại đôi bên tròn nghĩa, đôi bên vẹn toàn và mối tình thông gia hữu hảo giữa hai bên gia đình, hai quê hương Hải Dương và Thái Bình được gắn bó keo sơn và bền chặt muôn đời. Xin cảm ơn quý vị, và bây giờ đây thì xin mời hai bên gia đình cùng với Duy Quang, Vân Anh bước lên phía trước một bước được không ạ? Nâng cao ly của mình lên ạ. Quý vị thân mến, ở phía dưới Lê Hoàng xin quý vị hãy cùng nâng cao ly của mình lên được không ạ? Nâng thật cao ly của mình lên, ai có bia chúng ta dùng bia và ai có rượu chúng ta dùng rượu quý vị nhá. Và chúng ta hãy cùng bắt nhịp để khai tiệc cho buổi tối ngày hôm nay. Chúc mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình và đôi vợ chồng trẻ. Xin mời quý vị, sẵn sàng chưa? Nào, 1, 2, 3 2, 3 2, 3. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều một lần nữa. Xin được chúc phúc cho hai bên gia đình. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Và chúng tôi không giữ hai bên gia đình ở trên này lâu hơn được. Xin trả về với vòng tay yêu thương của quý vị và nhập tiền với quý quan khách. Xin mời. Trên sân khấu lúc này thì cho phép Lê Hoàng vẫn muốn giữ lại hai nhân vật chính, đó chính là Duy Quang và Vân Anh. Kính thưa quý vị, buổi lễ thành hôn trước đây mà hai bên gia đình tổ chức trong quy mô gia đình, cho nên ở đó chưa có những cái nghi thức, những nghi lễ trong hôn nhân, ví dụ như thắp ly và các chiếc bánh cưới ngọt ngào. Vậy nên ngày hôm nay cho phép chúng tôi sẽ hoàn thành nốt những nghi lễ này để những nhà quay phim và nhiếp ảnh gia của chúng tôi lưu lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp nhất cho Duy Quang và Vân Anh. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well,
I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I... Nhớ về Hải Dương, nghe xôn xao như nhớ người thương. Nhớ con đê sông Thái Bình, lượn vòng ôm ấm giữ quê mình. Từ ngàn xưa nàng phù sa, sống quê ta đắp bồi đồng ta. Cho cây lúa lên xanh, cây vải thiều chiếu hòa, thêm quý thêm yêu đất trời Thanh Hà. Dù đi đâu dù về đâu, vẫn sáng trong mắt dưới lòng ta. Hải Dương quê ta nay đã đẹp giàu, ta đi thênh thang trên đường mới mở, trên những cây cầu in nhạc lời thơ. Xa Chí Linh quê hương Bản Cổ, con đường rộng dài đưa ta về thành phố tương lai. Hải Dương quê hương trung dũng kiên cường, quê hương của đường năm chiến đấu và rừng sâu. Vâng, rất nhiều. Anh đến quê em một chiều lắng ấm, tiếng hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình? Từ bao giờ mà trong lắng trong mưa, lúa vẫn thêm xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế? Anh yêu em Diêm Điền rừng khi nào gió hát, anh đi tắm mát ở bãi biển Đồng Châu, anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắt cầu. Trồng lúa cùng làm đáy, cùng rên cõi cùng đan mây. Tay anh trổ vàng, tay em chạm bạc, làm giàu cho quê hương Thái Bình ta đó. Anh yêu em Diêm Điền rừng vì nào gió hát.
sâu, sông sâu là bắc cầu. Thưa em về đồng cõi, anh thương em anh nói. Em về túi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà. Mời thầy mẹ sang chơi để anh thưa để anh thương. Cho em về quê mình cùng làm lúa cùng trồng đây, cùng dệt cõi cùng đam mây. Tay anh trổ vàng, tay em trang vàng, làm giàu cho quê hương. Hỡi người em gái và anh yêu thương, miền quê đó Thái Bình đẹp lòng anh yêu. Sóng gió sẽ về với mấy ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những xung động trái tim yêu. Đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Sóng gió sẽ về với mấy ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những rung động trái. Sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau, về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoàng hôn thơ mộng và chúng ta thành đôi rất hoang sơ.
và thật nên thơ. Wow.